Em muốn chào khán giả, đây là một cái mặt tiền xong rồi. Buổi trưa hôm nay em quay những chiếc xà lan chở cát và những chiếc tàu dầu cho khán giả cùng xem. Và vào buổi trưa hôm nay cũng muốn chúc khán giả được an lành và được hạnh phúc. Và đây là một chiếc xà lan cát nè, mang cát chạy có lẽ luôn. Dưới bên đây có hai chiếc ghe kìa kìa, với nào chạy lẹ luôn. Chiếc xà lan này mặn nước 3 đến 2. Xà lan này của Tiền Giang mà nước 22 à, nhỏ mấy kia. Đây là có một chiếc xà lan là chở ghe chai nè các bạn. Chiếc xà lan này của Long An là đang chở ghe chai ở sông Lớn, giờ đang chạy về Long An luôn. Lâu lâu mới gặp một chiếc xà lan chở hàng ghe chai các bạn. Em Hồng Hạnh miền Tây rất là cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã đăng ký kênh và đồng hành cùng em trong thời gian qua. Em miền Tây cảm ơn những cô chú anh chị đã xem những video của em. Chiếc xà lan đá, xà lan đá của em lại gần em coi của Vĩnh Long.
xà lan chở đá nè. Chở đá này cũng tre, xà lan cũng tre. Và đây có thêm một chiếc xà lan chở đá nữa nè các bạn. Rất là nhiều xà lan chở đá từ hướng Long An luôn chạy vào kênh chợ gạo nè. Xà lan chở đá này của Cần Thơ. Xà lan này đóng 2002 rất là lâu luôn. Đây là chiếc ghe sắt chở hàng. Cái kênh chợ gạo em tuy nhỏ nhưng là đường huyết mạch lưu thông cũng những chiếc xà lan chở hàng xuôi ngược qua lại là đường lưu thông chánh luôn á các bạn. Chở hàng gì các tỉnh miền Tây Nam Bộ là đi đường này là có thể tiện hơn những đường khác. Đường sông khác cũng có nhưng mà xa hơn. Kênh chợ gạo là lưu thông rất là nhiều xà lan luôn. Kênh chợ gạo em là ở Tiền Giang ở miền Tây nha các bạn. Đây có một chiếc xà lan đá nè. Và những khi nước lớn á, xà lan đá chở đi ở các tỉnh ngang kênh chợ gạo rất là nhiều luôn các bạn. Xà lan này của Vĩnh Long đóng 2018. Chiếc xà lan này chở cát nữa nè của Sóc Trăng nha các bạn. Sóc Trăng mà giờ chiếc xà lan này đang chạy trên chợ gạo nè về hướng Long An.
video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của em và em xin hẹn gặp lại.